Hôm nay là ngày 30 tháng 8 dương lịch, vậy là ngày mốt các bạn sẽ bắt đầu bước vào tháng 9 dương lịch. Vận hạn tháng cũ đã đi qua, hãy bắt đầu cho một tháng mới đầy may mắn, có 5 điềm báo hung cát cho tháng 9 dương lịch này. Xem tháng này gặp gỡ quý nhân hay là rơi vào cảnh bế tắc, và lưu ý 5 điềm báo này thơ chỉ dành riêng cho tuổi Dậu, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân, tuổi Tỵ và tuổi Mẹo. Thứ nhất, trong tháng 9, hào quang bù đắp, lộc tỏa khắp nhà, có tiền về như nước, lộc về như mưa, âm phù dương trợ, cát tinh quay quanh, có khoản tiền lớn bất ngờ. Thứ hai, trong tháng 9 dương, có hung họa lớn từ hạn kiện cáo thị phi, cần chú ý trong lời ăn tiếng nói. Thứ ba, trong tháng 9 dương lịch là tháng gặp gỡ và giao lưu, biết thêm nhiều đối tác, nhiều mối làm ăn. Trong những người này sẽ có người thích bạn, cũng có thể là ý trung nhân cho tương lai. Thứ tư, tháng này không bao đồng, không cho vay mượn, không làm mai làm mối cho người khác, hãy cẩn thận thêm tai nạn trong nghề nghiệp. Thứ năm, để hỗ trợ xả vận xui tương sinh tài lộc, các bạn có thể đeo trên tay một vòng chỉ đỏ cá chép dược môn quan. Hãy xả vận xui tại đây và chúc cho các bạn đón tháng mới đắc lộc sai tài.